Gì? Chúng sanh đã có lòng từ bi và đạo hạnh rồi đây. Khi chúng sanh chịu năng đừng cho ta, ta lễ chúng sanh. Chúng sanh là Phật Bồ Tát của ta, ta phải yêu thương chúng sanh mà nói gian chúng sanh chứ. Sư sĩ ba chẳng đoàn mê, thân chỉ khá mà hoặc chân chỉ chỉ. Yêu chân đoàn ta mà lì, sư sĩ chá chế kê mê nì chì bà. Yêu chân chỉ đoàn bà. Nó mà lì chân đoàn đề. Mẹ khứ hủ biệt sân lan tô biển, mi mi xì xì ta lò tô biệt ha. Bì bì tà tà lò, bà lì xì tân tân. Bà lè chì tà lò, bà lè xì tân tì tân tân bò bì xì tà tà. Yêu khăn chì tân bò chân tì. Hay xì xì bà lì mò bò khăn chì. Nhắn nhiều giác cái xác. Chứ chuyện này không là khó. Không ai thề căng được cho ta. Đây không phải cái căng. Vì chúng sanh không có lòng từ bi đạo hạnh mà khai căng cho ta gì chứ. Ta tự làm ta tự gánh vác. Phật trời thánh tiên cũng không khai căng được cho ta. Tự mình giác ngộ. Mình muốn đắc hay không thì mình đi tìm chân lý và đạo hạnh đức độ trí huệ của mình. Mình đi là sát thân đi. Có ai khai căng được mình đâu. Thì đó, bây giờ ta muốn ảnh cho người xem. Đây. Xin chào. No. Là cái lực của thành đó là khác. Cái vô hình nó mới làm được.
Nhưng mình cảm nhận ra coi. Dạ. Khỏe. Đã lạnh không? Dạ, ấm rồi. Không rồi sao nói gì ha, cho nó ra. Dạ, có nó có ơn. Không nói không. Cảm ơn sư phụ. Không, mình không có ép ha, có sao nói gì. Dạ, khỏe rồi. Mình thấy cho mình nó có một cái gì mà nóng nóng không? Dạ, ấm rồi. Từ từ dạ. Nó sẽ bớt lạnh rồi. Dạ. Cũng như nó đang từ từ đó. Dạ. Có nó có không nói không nha. Nhiều khi thành là, nhiều khi thành cũng không biết. Đúng không? Có. Nhưng mình thì mình có thì mình nói có, không nói không. Nhìn cái mắt nó cũng khác. Ừ. Nhìn cái cặp mắt đây cũng khác. Dạ. Đúng không? Khi mà cái sự vô hình đó. Dạ. Hiện ra là cặp mắt nó khác. Dạ. Nói chuyện nó bình thường nhưng mà khi trở về bình thường nó khác. Mà khi làm việc là cặp mắt nó khác. Dạ. Nói chung mình phải gắn trụ lại ha. Ừ. Thì mình phải gắn trái tim trụ lại cái tâm. Nếu tâm không trụ thì rất là khó. Tại vì biết bao nhiêu người đang chờ mình. Giống như thầm ngày hôm nay thôi. Ngày xưa thì thầm nghĩ có mình thầm thôi. Bây giờ thầm suy nghĩ là biết bao nhiêu người đang chờ thầm nhiều lắm. Dạ. Nên gắn đi trụ lại cái tâm. Khi cái chỗ mà mình yên tĩnh á. Ừ. Mình thanh tịnh một cái thời gian đi. Rồi mình sẽ lúc đó mình sẽ thấy được mình đang làm gì. Giờ thân mình kia còn dướng này kia nên nó rất là khó. Gì 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 gì. Chúng sanh đã có lòng từ bi và đau hẳn rồi đi. Khi chúng sanh chuyện năng lượng cho ta lễ chúng sanh. Chúng sanh là Phật Bồ Tát của ta, ta phải yêu thương chúng sanh mà nói riêng chúng sanh chứ. Sư sĩ bác giả đoàn mì, thân chỉ khá mà hoặc chân chỉ chỉ. Dầu chân đoàn ta mà lì, sư sĩ khá chế gây mê lì kì bà. Dầu xin chỉ tăng bà. Nó mà đi chân thật đấy. Mẹ khứ khủ biệt sử lan tố biển. Mì mì xì xì ta lò tố biển ha. Bì bì ta tà lò. Bà lì xì chân thật. Bà lì xì tà lò. Bà lì xì tân tì tân tân bộ bì xì tà tà. Yêu khăn chì tân bộ. Chẳng tìm. Thấy xì xì ba lì mò cổ khăn chì. Mẹ còn phải đi thực hành nữa. Gắn nhiều giác cái xác. Chứ chuyện không này là khó. Không ai khai căng được cho ta. Đây không phải cái căng. Vì chúng sanh không có lòng từ bi đào hạnh mà khai căng cho ta gì chứ. Ta tự làm ta tự gánh vác. Phật trời thánh tiên cũng không khai căn được cho ta. Tự mình giác ngộ. Mình muốn đắc hay không thì mình đi tìm chân lý và đạo hạnh đức độ trí huệ của mình. Mình đi là sát thân đi. Có ai khai căn được mình đâu. Thì đó, bây giờ ta muốn ẩn cho người xem. Đây. Cái lòng tự bi dễ lắm hả? Tu hàng tỷ số kiếp mới được vậy đó. Phải có lòng thương yêu từ con kiến, con muỗi, con vịt, con gà thương hết. Yêu ma quỷ quá thương hết, không có sót cái gì. Nhiều khi mấy cái vật này mình cũng phải thương mới gọi là lòng từ bi. Lọt lọt lắm. Mình đừng dừng là lòng ảo ấy. Mình đừng. Mình đừng ảo sai. Nhưng mình ngu ấy, nhưng vậy. Mình vậy tới tiết lọ. Tục ở cái đựng đó. Tôi nghe là qua mơ bản nhân ấy. Nó ba chữ nằm gặp nhân bản. Gió không chấp vào giường. Gió không chấp vào giường. Mà chồng vậy. Nhưng mà đừng mà nhớ. Gió không chấp giường. Tục ở cái mười đó hay cái nơi giường. Mày cái mười giường thề. Giường gì kia. Ôi sao bằng thề. Mạnh. Giường gì kia ra đó.
Dạ, không được hơi. Mạnh mạnh nữ chút thi hơi. Dạ. Bị cho lan chẳng có bà thế. Dạ, bị dưỡng nước nằm dưỡng suy nghĩ sao nước nằm chặt dưỡng. Cái nhâm chồng tới chung sanh an lạc hạnh phúc là được rồi, không muốn gì hết. Nhưng mình phải chủ được tâm của mình. Mình chủ hay không là do mình. Đúng rồi. Mình phải gán. Là mình bây giờ mình chưa chủ được là tại vì chưa đủ duyên. Mình phải chọn cái đúng duyên mình mới chủ được. Bây giờ người ta nói cỡ nào cũng chủ không được. Phải chọn đúng duyên, muốn chủ là chủ, muốn không không. Mình phải chọn cái thời gian đủ điểm, duyên hợp, duyên kết hợp thì mình mới chủ được. Giờ muốn kêu người ta chủ được không? Chứ nghĩa là mình tập từ từ. Dạ. Không ai mà làm một cái một được. Dạ đúng rồi. Hiểu không? Bây giờ giả tỷ bây giờ mình nghiện hút thuốc, mình muốn bỏ nó thì mình sẽ giảm thôi, từ từ. Đi từng bước thang mình đúng đi lên, đi lên mà nhanh quá té thì xuống địa ngục ngạ quỷ luôn. Mình đâu có gì được, đúng không? Cái gì đi được mình phải từ từ. Giống như em bé tập đi đó. À. Bước một trước, bước một bước, nhẹ nhàng thanh thôi. Để hô hấp té chứ. Đi cái con đường này, yeah. Nó không bao giờ dễ, đúng không? Tâm mình đạo hạnh, miệng thôi. Nhưng mà hạnh có được hay không mới gọi là quan trọng. Đó cũng phải tùy duyên. Tôi chưa có nói tôi hành được nha. Chứ nghĩa là ở đây đang chia sẻ. Chưa có nói hành được à. Ở đó tôi lúc nào tôi cũng nói tôi tùy duyên không à. Thì chứ nghĩa là tùy duyên. Nay gặp cũng là cái duyên, yeah. Thì thôi để là trao đổi chứ không phải là để hơn thua với nhau. Dạ, vậy mình hơn thua xin lỗi. Ha. Dạ. Nếu như Thành nãy giờ có nói những cái lời gì mình cảm thấy mình không thích. Dạ. Đúng không? Dạ. Thắc mắc gì cứ hỏi. Đúng không? Thành trả lời. Đem sự đạo hạnh và lòng từ bi để trao đổi với nhau chứ không phải để hơn thua cười ngạo mạn với nhau. Tại đánh hay cười bên ngoài vậy thôi chứ bên trong không phải. Nhưng tâm của mình đúng không? Mình nói tâm từ bi thì mình phải hành cho đúng cái tâm từ bi. Thì phải tự nhiên. Biết rằng tự nhiên nhưng tâm mình phải tha, mình không gặp để có duyên. Nếu có duyên thì mình phải giữ. Mình đi đến gặp một người để chia sẻ và đem sự hòa đồng yêu thương với nhau, thấy không? Còn nếu mình thắc mắc cái gì thì mình đem lại chia sẻ với nhau trên con đường, thấy không? Đem lại yêu thương và chia sẻ được mọi với nhau. Nếu mình biết cái gì thì mình chia sẻ lại, còn đây biết cái gì để chia sẻ lại thôi, chứ đây không ai dạy ai và không ai có thể mở được ai hết. Đạo hạnh có mỗi người, mỗi khác, tự mình chọn một hướng đi. Chứ không phải đạo để hơn thua. Dạ. Thì đó là Thần chỉ đem lại chia sẻ thôi. Ha? Mong ven đáng trụ lợi chúng tâm. Đó. Và căn cũng vậy, đáng trụ lợi. Mình nói từ khi thì mình phải xem xét lại khi lời nói của mình. Ha? Thì Thầm thì chỉ đem lại chia sẻ thôi. Đó. Tới về như vậy thì Thầm sẽ đem lại chia sẻ với quen. Rồi xong xuôi mạnh ai nấy đi. Mình không có đi được cho ai hết. Đạo hạnh của ai thì mạnh ai nấy hành. Nay có duyên gặp lại, gặp với nhau thì nói chuyện sau. Đó. Thì tự duyên đi. Yeah. Đừng mong đừng cầu gì hết. Yeah. Nay thì đã gặp như vậy cũng là cái duyên rồi. Thì thôi. Thì duyên là đức duyên, còn nếu có duyên là thì gặp tiếp, dạ, không có thì thôi. Nha. Dạ. Tất cả đều tự nhiên, ai cũng có cái công việc, đạo hạnh của mỗi người mỗi khác nha. Dạ. Đừng ai nên làm, đúng sai. Vậy đang khai mở trí huệ rồi đó, biết rồi đó. Thì mình làm thì trời đã biết, mình biết, không ai biết cho mình đâu. Đó. Mình làm cho trời đất mà, thế gian thì nó không có biết đâu. Dạ. Thì thôi gắng đi, nha. Thì Thành chỉ đang là chia sẻ thôi. Gắn trụ lại trung tâm lại, như vậy thì khó đi lắm. Đó. Nhiều khi mới biết Thành, chưa hiểu gì Thành. Không, tôi muốn đi khổ hạnh nè. Mà bất động cả gì của tôi.
Mốt là hết chi mà tôi không cho ai quay nó, tôi thì đi mà gốc cây luôn, ngủ với nó luôn. Đâu ai cấm cản đâu. Tôi để cho mũi tít nát hết giò tôi luôn. Đâu ai cấm cản đâu. Mưa á, để cho mưa luôn. Nắng rồi sau đó một thời gian giữ sức khỏe lại, kiếm chỗ nào nó tịnh xong tự mình làm luôn mà sống. Thành ngày xưa 5 năm mấy sống bóng tối, bị hầm, ngủ bờ, ngủ bụi, ngủ bằng ba bố. Có được dấu ẩn này. Thì đó là Thành đã chia sẻ là cho em biết thôi, con đường của Thành. Đi ngủ bờ, ngủ bụi, không muốn tiếp xúc với người. Dạ. Thì khi mình trụ được cái tâm, để cái sự yên lặng tâm nó mới trụ, rồi mình mới đi hành đạo hay hả? Đúng rồi, mình phải đi khổ hạnh mình mới hành đạo được. Không có cái khổ sao giác ngộ được chân tâm. Cái đó mình đi tịnh tâm. Nó đi hành đạo. Đi tịnh tâm sao tịnh được, đi gom lại cái nào sai cái nào đúng để vô tâm của mình, đạo hạnh của mình á. Thì lúc đó mình đi tịnh tâm để xem xét việc nào đúng việc nào sai. Mà vừa tịnh vừa niệm Phật nó mới hay. Thì đúng rồi. Niệm Phật là không có tịnh nổi. Ta mới đi trên con đường có Phật. Dạ. Thì tâm mình lúc nào cũng phải thật chứ. Dạ. Đó là quy luật mà. Mình theo thầy thì mình phải sao phải luôn luôn lúc nào cũng nhớ đến thầy chứ. Có bổn Thích Ca đúng thầy thôi. Thì thương Phật Thích Ca. Thương Phật Thích Ca nhiều hơn Phật A Di Đà với Quán Thế Âm. Không biết sao kiểu à. Kiểu hết. Thì cái đó là đạo hạnh mà, đúng không? Thấy Phật Thích Ca hết tội nghiệp quá à. Thì thôi, nếu mà có đi thì mình cứ gán đi. Gán tiền giống như mình để sàng lọc lại nào đúng nào sai. Chủ là cái tâm. Thì thôi, Thịnh cũng nói gì cũng hết lời rồi. Dạ. Đúng không? Có duyên thì tới đây thì mai mốt nếu có duyên nữa thì gặp nữa. Không mong không cầu gì hết. Mọi thứ đều tự nhiên. Rồi, cũng chúc em gắng đi trên con đường ha. Dạ. Chủ tinh tâm thì thôi, Thành cũng nhắn nhở là chủ tinh tâm thôi. Tất cả trở về tâm mà. Giảng pháp cũng do tâm, thiên đàng địa ngục cũng do tâm, nghiệp chứng đau khổ cũng do tâm. Chắc chứa trong tâm là mình sẽ đau khổ. Buông bỏ những gì trong tâm, trở về tâm không. Dạ thưa anh Thành, thì ngày hôm nay á cũng nhờ có đủ nhân viên, có nghĩa là em đưa chị Ven đến gặp gỡ để mà trò chuyện cùng với anh Thành để tìm hiểu cái cách mà giải căn cho chị Ven. Dạ, thì em được biết thì anh ngày xưa cũng là một người đã từng bị hành căn. Tuy nhiên câu chuyện ngày xưa như thế nào, em hy vọng rằng anh Thành có thể kể cho em cùng với quý vị khán giả cũng như là quý vị Phật tử gần xa được một phần nào nắm rõ về cái việc hành căn cũng như là căn. Thì nói chung là hồi ngày xưa á, thì Thành bị hành căn thì kể lại ha. Dạ. Thì trên đường của Thành đi thì Thành trải qua nhiều giai đoạn lắm. Thành thì không có tin vào con đường tâm linh. Thì khi mà đúng cái ngày giờ thì ở trên mới chọn Thành là mới, lúc đó là về là nói là biết rồi, Thành này kia nọ là xưng cái danh á. Nhưng mà Thành không có tin. Thành là nói chung là không có tin về cái con đường này. Thì Thành chống chọi đó, thì hành xác Thành nói chung là dẫn Thành đi chỗ này đi chỗ kia đó, là đi toàn là chỗ bóng tối không à, trên núi đi lên núi nè, là ngủ bờ ngủ bụi, là ngày xưa là ăn bông uống nước đó, là ngủ nghe là vách đá bụi cây, kiếm cây nào mà bự bự là ngồi. Nên cái giai đoạn hành căn rất là cực khổ, mà tâm mình mà không chịu quyết định nó, mình cứ càng mà chống là mình sẽ càng mệt, là mấy sự vô hình đó, căn của mình sẽ dìu dắt mình và làm con người mình khó chịu lắm, cứ dẫn mình đi, cứ muốn đi hoài vậy đó. Dạ, có nghĩa là trong tâm mình thì mình còn biết là mình muốn ở nhà, nhưng mà chân thì lại muốn bước đi. À, lạ kỳ như thế này. Khi mà đi lên đây á, nhiều khi ở nhiều khi 2-3 ngày đó, nhiều khi lên đây phải không, giờ tới giờ tối thì dẫn đi đó, tao bắt đầu tới chừng là mệt, cho mình ngủ cái mình ngủ là ngủ một bụi cây không á, rồi xong chua bắt đầu lúc mình ngủ ấy, mình vẫn còn nhận thức, rồi khi mình thức dậy sáng là mình tính về. Dạ. Thì lại rửa mặt xong chua là mình tính đi ra đi về đó, mà rốt cuộc khi rửa mặt xong chua cho tự nhiên đầu là mình lại sao mình cái giò mình, cái thân của mình cứ đi hoài, mà tâm của mình muốn đi về mà tại sao cái giò mình cứ đi hoài vậy đó.
Nên là lúc đó là cái tâm mình không có trụ, tại vì còn mê đời đó. Còn phải là mình nói chung mình dướng bằng cái đời đó, từ tiền tài vật chất tiền gia đình, nên mình không có cho mà trụ được cái tâm, nên mấy ông phải dìu dắt uống nắng mình. Nếu mà mình trải qua cái giai đoạn đó thì lúc đó tâm mình mới chuẩn, còn nếu mà không trải qua giai đoạn đó là chắc khởi là vô tâm thần. Ngày xưa thầm cũng tính đi vô bệnh viện tâm thần đó, chuyện đó. Nhưng mà thầm suy nghĩ lại là nếu mà mình cùng thì mình đâu có nhận thức được, tại vì thầm nghĩ là tại sao dẫn mình đi là mình biết nó là mình còn nhận thức rồi. Nếu mà mình cùng thì mình không nhận biết, thì lúc đó thầm mới giật lại cái tâm. Lúc đó mình thầm mới biết là cái này là không phải về tâm thần, mà này là thuộc về sự vô hình nào đó, đến với mình gọi là tâm linh. Thì lúc đó thầm mới chấp nhận, thầm mới nghĩ là cái này là tâm linh thôi, mình chấp nhận và buông hết. Mà tính ra năm năm mấy. Như vậy là cái giai đoạn trải qua đó là kéo dài đến 5 năm mấy hả anh Thành? 5 năm mấy. Dạ. Là khi mà ông dẫn mình đi cái là đi lên đây là mình ở cái chừng mười mấy ngày hay là 7 ngày gì đó, có tùy theo cái giai đoạn. Dẫn đi cái mình về nhà mình thấy con người mình khỏe rồi. Dạ. Cái đi làm nghe không, là cũng dẫn cho cái nghĩa là trong tâm mình cũng dẫn đi, mà tâm mình cũng hăng hái cũng muốn đi lắm. Thì đi làm xa thì đi tới chỗ đó xong chưa, muốn mướn nhà trọ xong chưa hết là nói rồi, xong chưa là sáng là vô làm. Sáng vừa bước vô vừa cầm đầu lên là xây ngay cái tay mình đến cùng như nào muốn dục không. Là lúc đó là mình nói thôi giờ cho con làm đi nửa buổi thôi rồi con cũng đòi con đi về. Rồi khi mà mình xin như vậy á, tự nhiên con người mình dịu lại sẽ làm được. Rồi xong xuôi nửa buổi cuốn đầu đi luôn, bỏ tiền nhà trọ này kia bỏ đi, mà nó bao cũng làm. Dạ. Dạ thưa anh Thành, thì vừa rồi anh Thành có cái cuộc trò chuyện giữa anh Thành cùng với chị Ven á, thì em hy vọng rằng anh Thành có thể có một cái lời giải cho quý vị khán giả cũng như là quý vị Phật tử gần xa về cái căn mà đang hành chị Ven, nó có ý nghĩa gì và nó đang muốn cái điều gì. Hy vọng rằng anh Thành có thể giải ạ. Nói chung cái một khi mà cái căn của bà trên á, nó tùy theo loại căn cũng như tùy theo cấp bậc của cái căn đó, và do cái xác của mình là sự tu hành của mình á, nhiều đời nhiều kiếp của mình nó tu được bao nhiêu và đức hạnh mình bao nhiêu, thì cái sự tâm linh cái sự căn á nó sẽ chọn cái xác đó. Dạ. Thấy không, là hỗ trợ cái xác đó, không phải căn nào cũng chọn là cao hết, thì theo mức độ sự tu hành của cái xác. Đó, xác tu hành được và tỷ ít thì được cái cảnh giới mà cái người cấp bậc đó chọn cái xác đó. Mà khi mình tu càng cao thì cái người chọn xác mình càng cao, thì cái tâm linh này đó, thì nó tùy theo cái giai đoạn lắm. Mà mình bước vào cái giai đoạn này thì mới thì nó rất là khó. Dạ. Khó chịu được cái tâm. Nhưng mà theo như anh Thành đó, thì có cái cách để mà hóa giải không anh Thành? Có chứ. Nó hóa giải là cái thứ nhất là mình phải đi đúng người, đúng cái người cùng cấp với mình hoặc hơn mình. Còn nếu dưới là không bao giờ. Chèn ơi. Là càng lộn tâm. Đó, giống như mình đi học như vậy, thì càng học cao thì dạy lại những người thấp hơn. Thì cái chuyện tâm linh nó cũng vậy. Thì một người đó cái căn nó lớn mà đụng với cái căn mà dưới cấp thì họ sẽ không chịu nghe. Dạ. Họ không chịu nghe. Mà khi mà đồng cấp với nhau thì hai người sẽ trao đổi với nhau giữa cái sự vô hình căn với căn, thì làm dịu cái tâm của cái căn đó và sẽ nhẹ đi, sẽ bớt đi dịu dàng. Theo như em được biết á, thì những vị thầy á mà dạng như là hành căn rồi á, thì xong những vị thầy này sẽ ẩn mình, cho nên rất là khó để mà tìm được cái vị thầy mà phù hợp với chị Ven. Em hy vọng rằng anh Thành có thể giới thiệu hoặc là hướng dẫn cái cách đơn giản để có thể giúp cho chị Ven bớt bị hành căn hay không ạ? Nó cũng quan trọng cái chị Ven nữa, phải chủ được cái tâm. Khi tâm mình chấp nhận buông bỏ hết, mặc cho lời nói, mặc cho đời sân si ganh tị, buông bỏ đi tất cả nỗi khổ có chứa gì trong tâm, thì lúc đó cái tâm của mình đã quyết định đi theo con đường đạo này rồi, thì lúc đó mấy ông sẽ hòa hợp được cái xác của mình. Nay là mới dục xác thôi,
Dục sắc là sao anh Thành? Để điều chỉnh cái sắc. Để còn là cả gì mình lúc mà mình chưa là mình đang sống với cái đời. Là mình đang chạy theo cái đời, tâm mình chắc chưa với cái đời. Phải lo toan đủ thứ không? Đó. Phải rồi cao sang nghĩ gì hay là đẹp để rồi dướng cái đời khổ này kia còn chắc chứa trong tâm rồi với cái những cái tâm của mình không chịu đi theo con đường này nữa thì mấy ổng đang uống nắng mình để buông bỏ. Khi mình chấp nhận rồi, tâm mình chấp nhận và trụ được rồi thì lúc đó mình sẽ ngồi thiền, thì tất cả những cái sự vô hình từ cái vô hình đó với mình sẽ hòa hợp lại, thì tâm mình nó trụ là mình sẽ trải qua giai đoạn nào nói gì hết thì không bao giờ hết. Mình đã có một sự vô hình rồi đó, thì chỉ có hai con đường thôi. Yeah. Một là chánh, hai là tà. Thì đời bây giờ thiên ma xuống mình cửa rất là nhiều. Nếu nay mình đã có sự đức hạnh tu hành rồi thì bà cha đã chọn mình, đang uống nắng sát mình mà mình không chịu, thì cái lúc đó mà mình chống chọi đó, thì sẽ bị thiên ma nó đang chúa dục mình nè. Yeah. Đó, để cho mình không cho mình cái sự tu hành. Lúc đó họ sẽ điều khiển mình đủ thứ, cái chuyện mọi thứ sẽ học đó, làm tâm mình động. Thì tâm mình động rồi bắt đầu là nó sẽ dùng đủ mọi cách, từ là nổi tiền, tiền tài, và chát, từ là ngon tiếng ngọt, đủ thứ khác. Mà mình lúc đó tâm mình nhả vô là mình sẽ chết. Mình sẽ đi xa được, thiên ma nó sẽ dục mình. Là lúc đó là mình sẽ đi là banh luôn cái xác. Còn nếu mình trụ lại cái tâm, tất cả mọi thứ dù không có gì cũng trở về không. Đó, có hay là không có cũng trở về không. Mình không có tham lam tiền tài vật chất gì hết, bữa nay không có thôi kệ đi đó, thì mới sao đủ ăn đủ sống gì là rồi à, no bụng là rồi à. Mình đi hành đạo mà, thì lúc đó thì mọi chuyện nó sẽ trên thì uống nắng mình, tâm mình phải trụ lại nữa, thì lúc đó là hòa giải được tất cả hết. Thì bữa nay Thành có duyên để gặp chị Ven, thì có Thành có thông báo là để gặp chị Ben, để giúp đỡ chị Ben, thì anh em có nghe tin thì cũng có hỗ trợ cho chị Ben để trải qua cái cuộc sống khó khăn mà trên con đường đạo hạnh, thì có anh em gửi nha, Thành cũng đọc tên cho anh em luôn ha, là Kim Tho 200, một cái chị mà tên mà dấu tên á là 5 triệu, Bình Định 3 triệu, Vinh Thành 300, chị Hà 2 triệu, 4.8 triệu là có ba chị ở bên Mỹ gửi cho 200 đô, là tính ra là có 4.7 triệu à, thành để luôn là 4.8 triệu ha, là cộng cái số tiền lại là 13.500, nó là của các anh em ha, là Thành có đọc tên đó, thì Thành cộng lại trong cái sổ là 13.500, thì nay Thành cũng gửi cho Ven ha, nay cũng có cái duyên đó, thì Thành không có xuống được đây, Thành tính xuống đi Trà Vinh, nhưng mà nay cái hữu duyên thì xây chuyển lên trên Núi Cấm, thì Thành cũng gặp như vậy thôi, Thành không có xuống Trà Vinh, thì hữu duyên tới đây thì Thành gửi ở đây, nên em cũng thông cảm ha, tại Thành hướng em về Trà Vinh nhưng mà rốt cuộc không về, thì duyên xây chuyển lên đây thì mình gặp ở đây, Thành không có xuống dưới. À, nên bà con coi liếm này kia cũng gắng thông cảm lòng, nên Thành sẽ cho số tiền của những anh em và chờ cho Ven ha, Ven Ven kiểm lại ha, mình đúng cái số tiền nè anh em khỏi kiểm, nhiều khi anh em người ta nghĩ này kia rồi gì á, giờ Thành Thành điếm không chứ, nghĩa là Ven không gì, nhưng mà cái vẫn á anh Thành là điếm đi, dạ đây là 1 triệu nè, đây 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu, 8 triệu, 9 triệu, 10 triệu, 11 triệu, 12, 13, 13.500. Cảm ơn mình thường luôn. Thì Ven gắng nha, gắng nó trở qua cuộc sống này kia, gắng dương lên. Thành chỉ muốn gửi là gì, và cũng cảm ơn tất cả anh em đã tin tưởng đến Thành để trao số tiền cho Ven. Thành cảm ơn tất cả bà con cô bác từ trong nước đến ngoài nước thương em Ven, hỗ trợ cho Ven. Thành cảm ơn, thành cảm ơn ha.
Dạ rồi, cảm ơn anh Thành. Dạ, thì em cũng xin chân thành cảm ơn những chia sẻ của anh Thành đã gửi đến em cùng với quý vị khán giả gần xa trong ngày hôm nay. Em cũng nguyện cầu chúc cho anh Thành luôn luôn có thật là nhiều sức khỏe và thân tâm an lạc ạ. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật.